qua anh Toàn bắt được mới cá này cá nhà, ngon quá. Ừ, đổ coi okay. Đổ ra cái này mình... cá ngầu ấy ha. Ừ, cá nước cạn mà. Đây cá này mình nấu canh thôi, nấu canh ngọt với khoai tây. Bây giờ bằng cá đi em. Bằng cá nha. Ừ. Em đọc cũng xong rồi nha. Em giờ em đi rửa thằng em đập thay ra. Thay em cũng rửa. Nhưng mà giờ em bầm thay ra. Em đập cho nó một quá vậy. Em một quá là đập thì mình có rửa mình tắt cục. Sao vậy cả nhà? Giờ em đi đổ phai vô. Em rất lộn nữa. Xong rồi. Em bỏ khoai vô. Em vớt cá ra nha. Em để khoai vô, khoai này em sắc. Em để sắc miếng sắt trước thì cái bậm mọi em để sao. Cái này gần chín rồi, giờ em để cái bậm vô. Bậm nó mau chín rồi. Để vô nhừ với trên. Canh giờ của em nó không chín rồi, giờ em để ngò vô cho nó thơm. Rồi gấp nhắc xuống nữa, cho nó hơi còn nguội rồi mới gấp múc ăn được. Ê, của chén của ai? Úpa. Xuống tay đẹp dữ ta. Đó. Nấu canh xong cả nhà, giờ dọn ra. Rồi em bắt ha. Chào coi. Dạ chú. Cái này. Cái này nhẹ chi. Mấy cái đây nhà. Giờ em làm mặn nấu canh cũng chín nè. Mời cái nhà dùng cơm gì tình em. Mời cái nhà dùng cơm. Đâu dùng cơm. Mời dùng cơm.
Nó chè hả? Thì ăn cái nước lóc cái chè còn cái chè nè. Con. Con có tâm hả? Vô thơm nha. Ừ. Cá nấu ra nước ngọt hơn dưới à? Ngọt ha. Ừ. Ngọt thơm. Phải nó có bột á. Dẻo. Câu ha. Rồi, nghe nè.
canh cho. Nghe canh hồng cho canh cho. Canh hồng. Chưa nữa hả? Như một bò bò. Dữ vậy con. Rồi nha. Bữa cơm gia đình mình nên kết thúc cả nhà. Nếu cả nhà có thương như chồng em cho em một lượt đăng ký và một lượt chia sẻ nha. Hẹn cả nhà clip tiếp theo. Bye bye, bye.